máy bay không người lái bí ẩn của Trung Cộng cho là tốt hơn chiếc B-21 Raider. Theo nguồn tin từ Popular Mechanics, nhà sản xuất máy bay không người lái của quân đội Trung Cộng được cho là đã phát triển một chiếc máy bay không người lái tàng hình mới và tuyên bố vào ngày 20 tháng 4 thông báo qua mạng xã hội Weibo rằng máy bay không người lái tàng hình Phylon 2 do công ty phát triển đã hoàn thành sẽ sánh ngang với máy bay thả bom B-21 Raider Máy bay không người lái chiến đấu tầm xa Phi Long 2 hay được gọi là rồng bay 2 là một chiếc máy bay giống như máy bay thả bom mà nhà phát triển Yongchen Phi Long Intelligent Technology tại Tây An Trung Cộng nói rằng gần giống B-21 ở một số khía cạnh và có thể là tốt hơn và sẽ làm cho nó hiệu quả rất tốt. Lời tuyên bố này nghe có vẻ đơn giản và có phần phi lý yongchen phylong intelligent technology cho biết là máy bay không người lái cận âm cao đa nhiệm có thể được sử dụng để tấn công chính xác vào các nơi quan trọng như trung tâm chỉ huy của đối phương phi đạo quân sự và hàng không mổ hạm phylong 2 cũng có thể được sử dụng với một nhóm máy bay không người lái để thực hiện trinh sát và giám sát một cuộc tấn công hoặc là đánh giá thiệt hại John Chen Phai cho biết là Phylon 2 có thể bắt kịp máy bay thả bom chiến lược tàng hình của Mỹ gần như bằng Northrop Grumman's B-21 Raider về tốc độ phạm vi tấn công và khả năng tàng hình cùng khả năng mang theo vũ khí, song giá thành rẻ hơn và dự định sẽ tồn tại lâu hơn. Được báo cáo có trọng tải ở bên trong là 6 tấn, phạm vi là 4.350 dặm và tốc độ là 480 dặm một giờ. Phylon 2 được thiết kế để xác định mục tiêu trong điều kiện thời tiết khó khăn qua hệ thống radar quang học, được sử dụng cho các nhiệm vụ tấn công chính xác hay hoạt động theo nhóm để trinh sát, dọ thám, đánh giá thiệt hại. Công ty Trung Cộng đã nhấn mạnh, với đầy đủ tính năng sự xuất hiện của Phylon 2 đồng nghĩa với việc máy bay chiến lược B-21 của Mỹ đã bị bỏ lại ở phía sau ngay cả trước khi nó được đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, cũng có câu hỏi có chuyện gì xảy ra với máy bay không người lái Phai 1 One hay chỉ là một. B-21 Raider được không quân Mỹ công bố vào năm 2016 và dự định sẽ đưa vào hoạt động vào khoảng năm 2026 đến năm 2027. Theo nguồn tin tài liệu từ Northrop Grumman, B-21 là loại máy bay thả bom chiến lược tàng hình tầm xa, hạng nặng, tân tiến, có thể mang theo vũ khí thông thường hay hạt nhân, với sự kết hợp giữa tầm bay, trọng tải và khả năng sống sót. B-21 Raider có khả năng xuyên thủng hàng phòng không khó khăn nhất để thực hiện các cuộc tấn công chính xác ở mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, ngoài hình ảnh do máy tính tạo ra, cả không quân lẫn Northrop Grumman đều không công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về B-21. Vì vậy, tốc độ, phạm vi tấn công, trọng tải và khả năng tàn hình của Raider để sử dụng các mục tiêu riêng của John Tan Phylon đều hoàn toàn không được biết đến. Thậm chí chúng ta hiện nay hoàn toàn không biết nhiều về B-21 lớn như thế nào, mặc dù các ước tính sơ bộ cho thấy nó có kích thước xấp xỉ 2 phần 3 so với B-2 Spirit. Không quân Mỹ có kế hoạch cho nghỉ hưu máy bay thả bom thông thường siêu âm tầm xa B-1B để nhường chỗ cho những chiếc b21 quá trình nghiên cứu và phát triển máy bay không người lái là một phần quan trọng trong cuộc đua đầy cạnh tranh giữa trung cộng và hoa kỳ chúng ta thậm chí hiện còn biết rất ít về b21 hơn chiếc phylon 2 trên thực tế tất cả những gì chúng ta có là một bức hình chụp từ một phía của máy bay không người lái với nhiều chi tiết bị che khuất để so sánh hình ảnh của b21 raider cho thấy toàn bộ quá trình quan sát của máy bay từ mũi đến cánh ít nhất phải nói rằng để mô tả nó về căn bản là ngang bằng với một chiếc máy bay thậm chí còn chưa đi vào hoạt động là quá sớm